Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón trùm tai cho bé như thế này. Đây là xung quanh phần thân nón nè. Và mình có trang trí tai gấu cho cái phần thân nón ha. Cột dây. Thì để làm được mẫu nón này, ở đây mình sử dụng là len miêu cốt tông cuộn 125g. Sợi len của mình dài tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Và kim móc mình sử dụng cho thân nón này là kim 3.5 mm. Những bạn nào mà không có mẫu kim này thì có thể đưa đầu kim và so sánh với sợi len nè. Khi ta đưa đầu kim vào thì đầu kim nó sẽ to hơn sợi len 1/2 là được, cho mũi móc của mình nó được mềm mại. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thước dây để đo size nè, kéo cắt len, kim khâu len để mình khâu cái họa tiết tai vào ha, kim đánh dấu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc chi tiết phần thân. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi, từ đây móc lên cho mình một dây móc xích có cái độ dài tầm khoảng 10 cm ha. Thì mình sẽ móc lên 20 mũi xích nè. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20. Được 20 mũi móc xích rồi, dùng thước dây để đo. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật ha. Các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên sao cho nó bằng 10 cm là được. Và muốn tăng hoặc giảm size thì mình cũng có để cái số đo này ở phần mô tả. Các bạn có thể nhấp vào cái phần mô tả bên dưới để tham khảo size và mình tăng size thích hợp ha. Đối với size mà mình móc, nó sẽ nằm trong tầm khoảng 10 cm là được. Từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân thứ 20, móc một mũi móc đơn. Chân kế bên móc một mũi móc đơn và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi có được các cái mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì lưu ý cho mình đối với cái chân móc cuối cùng. Chân móc cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đó cho mình 5 mũi móc đơn vào cùng một chân móc ha. 1 2 3 4 và 5. Ta có được 5 mũi móc đơn cho chân móc cuối cùng nè. Thì từ đây mình sẽ di chuyển kim đến các chân móc còn lại. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn. Đây sẽ là chân đầu tiên mà ta móc nè. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để mình cắt len không phải giấu len nhiều ha. Chân kế bên một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại. Móc tương tự cho đến hết. Sau khi đã móc tới chân móc cuối cùng thì mình sẽ được một cái vòng móc như thế này. Nó sẽ có kích thước tầm khoảng 10 cm cho đến 11 cm ha. Để tiếp tục vòng móc thứ hai, móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở cái hàng móc thứ hai này, các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên. Móc vào đó một mũi kép đơn ha, mình sẽ sử dụng mũi kép đơn. Móc luôn vào chân móc nè. Khi được một mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi, từ chân thứ hai trở đi, ta để ý ở mỗi cái mũi móc nó sẽ có hai đường móc nè. Đây là một mũi móc, thì một mũi móc này nó có hai cái đường móc như thế này. Thì tất cả các cái chân móc các bạn đều đâm kim cho mình vào cái chân nằm ở bên ngoài, là cái chân này ha. Móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng đâm kim vào chân bên ngoài nè. Móc một mũi móc kép đơn.
Chân kế tiếp cũng vậy ha. Mình sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại ha. Móc tương tự cho mình cho đến cái cụm 5 mũi móc đơn mà mình móc vào cái chân móc cuối cùng này nè. Khi móc được các cái mũi kép đơn vào chân móc phía ngoài của mỗi mũi móc, đến cái chân móc kế tiếp sẽ là cái chân móc đầu tiên của cái cụm 5 mũi móc đơn mình móc vào cùng một chân móc á. Thì cái cụm này các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân bên ngoài để móc ha. Những bạn nào mà không biết được đâu là cái chân đầu tiên của cái cụm 5 mũi đó á, thì các bạn có thể đếm cho mình nè. Xích đầu tiên của mình là 20 mũi. Thì cái hàng này mũi kép đơn của mình nó sẽ ít hơn 20 mũi đó. Tức là mình sẽ có được 19 mũi kép đơn liên tiếp. Thì cái chân thứ 20 sẽ là cái chân đầu tiên của cái cụm 5 mũi phía dưới ha. Thì ta sẽ móc vào chân đầu tiên đó, cũng móc vào cái chân móc ở bên ngoài ha. Móc vào chân đầu tiên này 2 mũi kép đơn cùng chân nè. Tiếp tục chân móc thứ 2 cũng móc 2 mũi kép đơn ha. Chân thứ ba tương tự, móc 2 mũi kép đơn. Chân móc thứ tư móc 2 mũi kép đơn. Vào cùng một chân móc. Và chân móc thứ năm cũng móc 2 mũi kép đơn. Như vậy là ở đầu móc này mình sẽ tăng lên được tổng cộng là 5 mũi móc. Ta sẽ có 5 chân móc có 2 mũi kép đơn vào cùng chân nè. Mình sẽ có được 5 mũi tăng ha. Thì khi đã có được 5 mũi tăng này rồi, di chuyển kim đến các chân còn lại và làm tương tự. Mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và đều đâm kim cho mình vào chân bên ngoài ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng thì ở đây lưu ý cho mình nè, ở cái chân móc cuối cùng nó sẽ khác với các cái chân móc bên này ha. Mình móc vào cái chân bên ngoài, đây là chân bên ngoài nè, thì đối với chân cuối cùng này các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân móc. Đây sẽ là chân móc của nó ha. Móc vào đây một mũi kép đơn nè. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được vòng móc thứ hai, tăng được 5 mũi móc ha. Như vậy là mình sẽ tạo được một cái gờ cho phần thân nón của mình nè. Và nó sẽ có cái độ cúp lại như thế này ha. Vòng móc thứ ba móc lên 2 xích và quay ngược đầu móc lại. Ở vòng móc thứ ba thì làm tương tự giống vòng móc thứ hai. Tức là ở cái chân đầu tiên mình sẽ móc luôn vào chân móc. Móc một mũi kép đơn nè. Từ chân thứ hai trở đi sẽ móc vào cái chân bên ngoài ha. Móc cho mình các cái mũi kép đơn vào chân bên ngoài nè. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào chân bên ngoài. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta gặp hai cái mũi kép đơn mà được móc vào cùng một chân móc đầu tiên nè. Móc tương tự ha, cho đến khi mình gặp hai cái chân móc này. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi đã hoàn tất được các cái mũi kép đơn vào mỗi chân móc rồi,
Đến cái chân móc kế tiếp mà mình gặp là cái chân mà nó có hai mũi kép đơn ta móc vào cùng một chân móc ở phía dưới á. Đây là cái cụm đầu tiên nè ha. Cụm thứ hai nè. Cụm thứ ba. Cụm thứ tư. Và cụm thứ năm nè. Thì cụm đầu tiên mà mình gặp là cái cụm này. Đây là hai mũi kép đơn, hai cái chân móc này của hai mũi kép đơn mà được móc vào cùng chân móc phía dưới nè. Thì chân đầu tiên này móc cho mình một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai của cái cụm đó móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì lúc này mình sẽ có một cụm móc, một mũi kép đơn, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến khi mình được 5 cụm tương tự như vậy. Chân kế bên một mũi kép đơn nè. Chân kế tiếp là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Và cái chân hai mũi kép đơn cùng chân móc đó, ta cũng móc vào chân thứ hai của cụm phía dưới ha. Móc vào đây hai mũi kép đơn. Mình có được cụm móc thứ hai nè. Làm tương tự cho mình cho đến khi mình được 5 cụm liên tiếp ha. Cụm móc thứ ba. Hai mũi kép đơn cùng chân nè. Tiếp tục cụm thứ tư, một kép đơn. Sau đó là hai kép đơn cùng chân móc. Cụm móc thứ năm, một kép đơn. Tiếp tục là hai kép đơn cùng chân móc. Như vậy là ở cái hàng móc này mình cũng tăng lên được 5 mũi móc ở cái cụm này ha. Ta sẽ có được 5 cụm liên tiếp. Đây là cụm đầu tiên nè. Cụm móc thứ hai. Cụm thứ ba. Cụm móc thứ tư. Và cụm móc thứ năm. Ta tăng được 5 điểm. Thì tiếp tục từ đây di chuyển kim cho mình đến các chân móc còn lại. Mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến hết. Và cũng đâm kim vào chân bên ngoài ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì lưu ý cho mình, hàng móc này nó cũng tương tự như hàng bên trên, tức là chân cuối cùng mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc và móc vào một mũi kép đơn ha. Đây là chân móc nè, móc vào một mũi kép đơn. Ta sẽ hoàn tất được vòng móc thứ ba. Vòng móc thứ tư tiếp tục móc lên hai xích và quay ngược đầu móc lại. Chân móc đầu tiên mình cũng móc luôn vào chân móc. Nó tương tự như hai hàng móc phía dưới ha. Móc luôn vào chân móc một mũi kép đơn nè. Từ chân thứ hai trở đi, mình sẽ móc các cái mũi kép đơn vào cái chân bên ngoài. Đây, chân kế bên móc một mũi kép đơn vào chân bên ngoài. Móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến khi các bạn gặp cho mình hai cái mũi móc mà ta móc vào cùng một chân móc đầu tiên của hàng phía dưới nè. Thì mình sẽ móc các cái mũi kép đơn đến cái cụm này trước ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc được các cái mũi kép đơn đến cái chân móc, hai cái mũi kép đơn ta móc vào cùng một chân móc ở phía dưới nè. Thì cái chân đầu tiên, chân thứ hai nè. Chân đầu tiên mình sẽ móc một mũi kép đơn. Và chân thứ hai mình sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta tăng được một điểm ở cái vòng móc này. Thì để móc tiếp được các cái chân móc kế tiếp thì các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc bên dưới. Ở đây mình có một kép đơn xen kẽ hai kép đơn cùng chân móc. Thì hàng móc tiếp theo các bạn sẽ tăng cho mình cái số mũi kép đơn lẻ mỗi chân nè.
Ví dụ như ở đây mình có một mũi rồi thì hàng tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn mỗi chân ha. Hàng này nè, móc tiếp cho mình hai chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn. Được hai mũi kép đơn lẻ vào mỗi chân rồi thì chân kế bên sẽ là hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Thì lúc này mình sẽ có một cụm móc như thế này. Hai mũi kép đơn mỗi chân xen hai mũi kép đơn cùng chân. Ta tăng được mũi thứ hai nè. Làm tương tự cho mình cho đến khi mình được 5 cụm. Thì cái cụm đầu tiên được tính là cái hai chân móc cùng chân này, lùi cho mình ra hai mũi móc. Thì đây sẽ là cụm đầu tiên ha. Cụm đầu tiên nè. Tiếp tục cụm móc thứ hai là cụm mình vừa móc. Sau đó sẽ móc tương tự cho mình cho đến khi mình được tổng cộng là 5 cụm. Hai chân kế tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn. Chân kế bên sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta có được cụm thứ ba nè. Tiếp tục ha, cụm thứ tư. Ta có cụm thứ tư rồi nè. Cụm thứ năm ha, hai mũi kép đơn mỗi chân. Sau đó là hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Như vậy là vòng móc này mình cũng tăng được 5 mũi móc, ta sẽ có được 5 cụm liên tiếp ha. Cụm đầu tiên nè, tính hai cái mũi kép đơn cùng chân này dời ra hai mũi móc. Ta mình có được cụm đầu tiên nè. Tiếp tục cụm thứ hai, cụm thứ ba, cụm móc thứ tư và cụm móc thứ năm, mình tăng được 5 mũi móc. Các chân móc còn lại thì mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến hết và đều đâm kim vào chân bên ngoài ha. Chân cuối cùng thì mình móc luôn vào chân móc nè. Khi đã móc được các cái mũi kép đơn đến chân cuối cùng thì mình sẽ móc luôn vào chân móc ha. Móc vào đây một mũi kép đơn. Ta hoàn tất được vòng móc thứ tư. Vòng móc thứ năm tiếp tục móc lên hai xích và quay ngược đầu móc lại. Chân đầu tiên móc luôn vào chân móc. Móc vào đây một mũi kép đơn. Từ chân thứ hai trở đi thì sẽ móc vào chân bên ngoài ha. Mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ta cũng tương tự móc cho mình cho đến khi mình gặp hai mũi ngóc kép đơn mà ta móc vào cùng một chân móc nè. Móc đến đây ha. Khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cái cụm đầu tiên nè, hai mũi kép đơn được móc vào cùng một chân móc của hàng phía dưới, tính từ bên này qua ha. Thì cũng tương tự, chân đầu tiên mình sẽ móc một mũi kép đơn. Chân thứ hai của hai mũi móc đó móc vào hai mũi kép đơn. Ta tăng được một điểm ở vòng móc này. Thì tiếp tục các cái chân móc kế tiếp các bạn cũng dựa cho mình vào cái chân móc của cái hàng bên dưới. Thì hàng bên dưới mình nè, ta có hai mũi kép đơn lẻ mỗi chân xen hai kép đơn cùng chân ha. Thì hàng tiếp theo các bạn sẽ tăng cho mình lên 3 mũi. Nó tương tự giống như cái hàng thứ ba á, mình có một mũi rồi. Thì hàng này mình tăng hai mũi nè. Hàng tiếp theo nữa mình sẽ tăng 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha. Các bạn sẽ móc cho mình 3 chân móc kế tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn.
Khi được 3 mũi kép đơn vào 3 chân thì chân kế tiếp móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Ta tăng thêm được một mũi và mình sẽ có cụm 3 mũi kép đơn xen 2 kép đơn cùng chân nè. Đây sẽ là cụm thứ hai. Cụm thứ nhất, từ hai cái mũi kép đơn mà mình móc vào cùng chân đầu tiên này lùi cho mình 3 mũi. Thì đây sẽ là cụm thứ nhất và đây là cụm thứ hai ha. Móc tương tự cho mình cho đến khi mình được 5 cụm liên tiếp. Sau đó các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn. Chân cuối cùng ta móc luôn vào chân móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái hàng móc còn lại và cũng tăng size tương tự cho đến khi cái chiều dài từ phần đỉnh này đến cái hàng mình thêm cuối cùng á, nó sẽ cộng thêm tầm khoảng 6 cho đến 8 cm tùy vào size ha. Thì kích thước này mình cũng có để ở phần mô tả, các bạn cũng có thể nhắc vào phần mô tả để tham khảo kích thước chiều dài này. Hàng này là 3 mũi kép đơn mỗi chân nè. Sau đó là hai kép đơn cùng chân ha. Móc tương tự cho đến khi ta được 5 cụm liên tiếp và thêm nhiều vòng móc như vậy nữa. Cho đến khi ta đạt được cái chiều dài này. Ở đây mình đã móc được tổng cộng là 7 hàng móc tính luôn hàng mũi móc đơn đầu tiên. Thì khi mình dùng thước đo, cái phần nón của mình nó sẽ có cái độ cúp lại. Dùng thước đo cho mình từ phần trán ra phía sau nè, thì nó sẽ dao động trong tầm khoảng 16 cho đến 18 cm. Các bạn cũng có thể tham khảo cái kích thước này ở phần mô tả mình có để ở bên dưới ha. Đo cúp lại thì nó nằm trong tầm khoảng 16 cho đến 18 cm nè. Thì lưu ý cho mình cái chiều dài này sẽ là chiều dài từ đỉnh đầu cho đến cái phần xoáy của bé ở phía sau. Từ đây móc lên 2 xích và quay ngược đầu móc lại. Và khi đã đạt được cái vòng móc đó rồi, từ cái hàng móc tiếp theo này mình sẽ không tăng mũi nữa. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn vào luôn chân móc. Từ chân thứ hai trở đi, móc vào cái chân bên ngoài, mỗi chân là một mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, thì cuối vòng chân cuối cùng sẽ móc luôn vào chân móc. Và mình sẽ không tăng size ở cái vòng này nữa nha. Cứ móc đều. Khi đã móc được các cái mũi kép đơn ở các cái hàng móc phía dưới, hai cái chân móc mà ta móc cùng một chân móc ở phía dưới nè, thì hàng móc phía dưới mình tăng size, tức là mình sẽ thêm hai mũi kép đơn vào cái chân móc thứ hai đó. Còn ở đây các bạn cứ móc thẳng cho mình, mỗi chân làm một mũi kép đơn. Như vậy là ở đây mình không tăng mũi nè. Móc tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng. Và chân cuối cùng mình sẽ đâm kim vào luôn chân móc để móc. Móc cho mình tương tự thêm nhiều hàng móc không tăng mũi nữa, cho đến khi ta gặp cái phần thân nón này lại. Khi tăng hàng tăng mũi thì cái phần thân nón nó có cái độ cong cúp lại. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, tức là mình sẽ không tăng mũi nè. Chân đầu tiên và chân cuối cùng móc luôn vào chân móc. Thì mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc đều nhau, cho đến khi ta đạt được chiều cao. Từ cái hàng móc đơn cho đến cái hàng móc mà mình thêm cuối cùng bên dưới á, nó che được cái phần tai của bé. Thì kích thước này mình cũng có để ở phần mô tả, các bạn cũng có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo cái kích thước này ha. Móc nhiều hàng móc đều nhau nè. Khi đã tăng thêm được nhiều hàng móc đều nhau thì cái phần thân nón của mình nó sẽ có cái độ cong như thế này. Nó sẽ tạo cho mình một cái hình gần như là hình vuông ha. Thì thân nón mình sẽ đặt theo chiều này nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại. Thì trước khi viền các bạn sẽ để ý cho mình ở cái phần cổ. Khi mình móc cái thân nón như thế này thì ở phía sau cổ nè, nó sẽ bị hở, khi mà bé đội vào nó bị hở. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi ở cái điểm này.
Và cách giảm mũi như sau ha. Các bạn đếm cho mình cái hàng móc cuối cùng của mình được bao nhiêu mũi. Sau đó chọn cho mình 4 điểm hoặc 5 điểm ở cái điểm chính giữa này nè. Ví dụ như tổng số mũi móc của các bạn mà là số lẻ thì chọn cho mình 5 mũi móc nằm chính giữa. Còn là số chẵn thì chọn cho mình 4 mũi hoặc là 6 mũi tùy ha. Ở cái hàng móc của mình là 73 mũi. Thì 73 mũi là số lẻ, các bạn sẽ trừ ra cho mình 5 mũi. Mình sẽ còn lại 68 mũi. Thì 68 mũi này chia đôi ra, mỗi bên sẽ là 34 mũi. Các bạn sẽ đếm cho mình 34 mũi đi vào. Sau đó ta sẽ có 5 mũi nằm chính giữa. Và đánh dấu cho mình 5 mũi nằm chính giữa, còn lại 34 mũi là 34 mũi của cái phần còn lại ha. Nó sẽ được chia đều nè. Hai bên này nó sẽ bằng nhau. Và ta sẽ có được số mũi móc dư ở nằm ở chính giữa. Ở đây mình có được 5 mũi dư ha. Những bạn nào mà số chẵn thì có thể là 4 mũi hoặc là 6 mũi dư, tùy vào cách các bạn chụm mũi. Thì bây giờ mình sẽ viền cái phần mình bo khuôn mặt trước. Từ đây móc lên một xích. Đây sẽ là cái phần mà mình bo cái phần mặt của bé nè. Thì phần viền này khi móc lên một xích rồi, ta sẽ đâm kim vào chân của mũi kép đơn. Đầu tiên mà mình gặp nè, là chân móc này ha, móc vào một mũi móc đơn trước. Các cái chân móc kế tiếp là những cái chân móc mà mình nhờ các bạn móc luôn vào chân móc á. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào các cái chân móc đó. Mỗi chân là hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc nè. Đây, chân kế bên này hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Tương tự ha, chân kế bên hai mũi móc đơn. Mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Ta sẽ viền lại được phần thân trước của nón nè. Vòng tương tự cho mình cho đến hết. Và lưu ý cho mình nè, ở hàng móc đầu tiên mình móc mũi móc đơn, cho nên các bạn sẽ móc cho mình vào các cái chân móc của mũi móc đơn đó, mỗi chân là một mũi móc đơn thôi nha. Đây, ở đây mình sẽ có 3 chân nè, thì 3 chân này mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân đầu tiên nè, một mũi móc đơn ha. Tiếp tục chân thứ hai. Chân móc thứ ba một mũi móc đơn. Được 3 mũi móc đơn rồi thì tiếp tục di chuyển kim đến các chân còn lại. Và mỗi chân mình sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Móc tương tự cho đến hết. Móc đến cuối hàng thì chân cuối cùng sẽ là chân của mũi kép đơn này. Móc vào một mũi móc đơn. Từ đây móc lên một mũi móc xích và tiếp tục đâm kim vào chân mà mình vừa móc đó, móc tiếp một mũi móc đơn nữa. Thì mình sẽ bo được cái góc đầu tiên. Cái phần cổ á, mỗi chân các bạn cứ viền cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và lưu ý ở cái phần cổ này các bạn móc chật tay vào cho mình ha. Móc chật tay vào các cái chân móc luôn. Mình sẽ không móc vào chân bên ngoài nữa. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn và móc chật tay lại nè, cho cái phần cổ này nó có cái độ bao ôm lại. Tương tự cho mình cho đến các cái chân móc mà mình đánh dấu chính giữa nha. Sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn và móc chật tay thì cái phần cổ nó sẽ có cái độ bo lại. Đến 5 chân móc nằm chính giữa mà mình đánh dấu nè, thì ta tháo kim đánh dấu ra và mình sẽ tiến hành chụm mũi. Những bạn nào mà làm 4 mũi hoặc 6 mũi thì còn có thể chụm bằng cách này ha. Vào các cái chân móc này nè, thì để ý cho mình ở mỗi chân móc ta có hai đường móc.
Đây là cái chân móc kế bên nè. Nó sẽ có hai cái đường móc bên trong và bên ngoài. Thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc ở bên trong. Tức là cái chân này nè. Đây là chân đầu tiên ha, đâm kim vào chân bên trong, sau đó di chuyển kim đến chân kế tiếp. Cũng đâm vào chân bên trong nè. Là chân thứ hai, tiếp tục đâm vào chân thứ ba, đâm vào chân thứ tư và đâm vào chân thứ năm, là năm mũi mà mình đánh dấu. Trên kim có 6 mũi thì kéo qua hết 5 chân trên kim trước, còn lại 2 mũi này thì kéo qua 2 chân trên kim, thì mình sẽ bo lại được 5 chân phía dưới thành một chân bên trên. Tiếp tục di chuyển kim đến các chân còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn và móc tương tự giống bên này nè. Ta sẽ móc luôn vào chân móc ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi đã móc được đến hết thì cũng đâm kim vào chân đầu tiên mà mình móc, móc một mũi móc đơn và di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên mà mình viền. Móc vào một mũi giờ để mình kết thúc. Móc lên một xích. Thì khi gặp đôi cái phần thân nón lại ở cái phần đuôi phía sau cổ nè. Đây sẽ là cái phần mà mình che khuôn mặt. Còn cái phần bo này là cái phần cổ phía sau nè. Nó sẽ có cái độ bo lại giúp cho cái phần thân nón của mình nó được ôm vào đầu của bé hơn. Trường hợp mà cái phần này nó rộng quá nữa thì các bạn sẽ tiếp tục làm cho mình một đến hai hàng móc giảm mũi để cho cái phần nó được bo lại hơn nữa ha. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần viền răng cưa cho thân nón. Để tạo được phần viền răng cưa thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đầu tiên, là cái chân mà mình vừa móc mũi dời. Đâm kim vào chân móc đầu tiên đó. Sau đó kéo len qua chân móc. Lúc này trên kim của mình nó có hai đường móc nè. Các bạn sẽ tiến hành kéo cho mình cái sợi len này xuống phía dưới kim. Sau đó vòng một vòng qua kim. Tức là mình sẽ dùng cái sợi len đó quấn một vòng quanh hai cái mũi móc nè. Sau đó kéo len qua hai chân móc đó. Tạo được một đường răng cưa rồi nè, thì đâm kim vào chân kế tiếp. Kéo len. Giữ nguyên vị trí này ha, vòng một vòng sợi len qua kim nè. Kéo len qua hai chân. Ta có được đường răng cưa thứ hai ha. Làm tương tự cho mình các chân móc còn lại. Vòng qua kim nè. Kéo len qua hai chân. Thì mình sẽ có được những cái đường răng cưa như thế này. Các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho các chân móc còn lại luôn ha. Cho cái phần thân sau cũng vậy nè. Mình sẽ tạo cái đường răng cưa cho toàn bộ thân nón. Sau khi các bạn đã viền lại cho mình cho toàn bộ thân nón thì cái phần viền của thân nón nó sẽ tạo ra được cái đường răng cưa như thế này. Nó sẽ giúp cho phần thân nón của mình nó có điểm nhấn hơn ha. Thì kết thúc, các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời và giấu len thừa. Thì phần thân nón của mình nó sẽ hoàn tất như thế này. Nó có cái độ bo lại cho cái phần phía sau lưng nè. Tiếp tục là tạo cho mình một sợi dây. Thì để tạo cái sợi dây để cột vào cổ của bé, các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài tầm khoảng 3 mét. Sau đó ta gặp đôi đoạn len lại. Gặp đôi lại nè.
thì mình sẽ có được một cái nút ở đây. Đâm kim cho mình vào cái góc còn lại ha. Sau đó kéo cái sợi len qua chân móc. Từ đây móc lên một xích và tiếp tục móc cho mình hết cái sợi dây này bằng các cái mũi móc xích, thì nó sẽ giúp cho sợi dây của mình nó có cái độ dày. Móc cho mình cho đến khi mình được hết sợi dây. Thì mình sẽ tạo được hai cái sợi dây để mình cột vào cổ của bé cho thân nón của mình nó không có bị tuột. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần tay trang trí. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Sau đó đâm kim cho mình vào vòng tròn mình vừa tạo và móc vào 14 mũi kép đơn ha. 1 2 3 4 Sau khi đã có được 14 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên, thì di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời, gây nên hai xích. Nắm cho mình sợi len ngắn cút thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Ta có được vòng móc đầu tiên. Vòng móc thứ hai, mình sẽ móc vào 14 chân móc phía dưới, mỗi chân móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Thì chân đầu tiên sẽ là chân mà mình vừa móc mũi dời ha. Móc vào 2 mũi kép đơn nè. Tiếp tục chân thứ hai cũng móc 2 mũi kép đơn và làm tương tự cho đến hết 14 chân này. Mỗi chân sẽ là 2 mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc được đến cuối vòng rồi, tiếp tục đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này và móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc, thì mình sẽ có được tổng cộng là 28 mũi kép đơn cho vòng móc này. Móc lên một xích. Phần tay của mình nó đã có cái độ rộng ra rồi. Và cái phần tay này để nó tạo cái độ cúp nè. Đây, độ cúp bo lại. Thì vòng móc kế tiếp các bạn sẽ đâm kim cho mình vào 28 chân này. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn và mình sẽ không tăng mũi nữa. Đây là chân đầu tiên ha. Chân thứ hai cũng một mũi móc đơn nè. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Thì lúc này mình sẽ tạo cái độ cúp cho phần tay. Thì mình có làm sẵn một mẫu tay rồi nè. Nó sẽ có cái độ cúp lại ha. Các bạn sẽ móc cho mình hai cái tay tương tự như nhau và có kích thước bằng nhau luôn. Những bạn nào mà muốn phần tay của mình to hơn chút xíu nữa thì có thể móc mũi kép đơn hoặc là mũi nửa kép cho cái vòng móc thứ ba này ha, để tạo cái độ cúp cho phần tay và không tăng mũi. Gặp đôi phần thân nón lại thì cái điểm mà mình chụm ở dưới này sẽ là cái phía sau ót nè. Ta gặp đôi theo hướng này ha. Hoàn tất cái phần tay thì chừa cho mình một đoạn len dài, sử dụng kim khâu và khâu cho cân bằng hai tay vào bên thân nón. Đây, sau khi đã khâu vào thân nón thì mình sẽ có được một cái mẫu nón chùm tay cho bé như thế này ha. Các bạn cũng có thể trang trí nhiều họa tiết khác nhau lên trên thân nón cho phần thân nón của mình thêm xinh xắn hơn. Hai sợi dây này mình sẽ cột lại ở phần cổ nè, cho cái phần thân nón của mình nó không có bị tuột. Thì mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu nón trùm tay cho bé trang trí tay gấu như thế này. Chúc các bạn thành công ha.